Thưa quý vị và các bạn, một ngày sau khi giành được danh hiệu quả bóng vàng Nam Việt Nam 2023, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có mặt tại Trung tâm Thể thao Việt Ten. Và tại đây, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cùng với các cầu thủ của câu lạc bộ Thể công Việt Ten đã có buổi chào đón và chúc mừng tiền vệ sinh năm 1998 cùng với danh hiệu mới của anh. Đây là lần thứ hai tiền vệ Hoàng Đức trở thành chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng Nam Việt Nam sau danh hiệu năm 2021. Trở về đại bản doanh của câu lạc bộ Thể công Việt Ten sau đêm trao giải, tiền vệ sinh năm 1998 nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội. Các đồng đội xếp thành hai hàng trên sân, vỗ tay chào đón Hoàng Đức trở về cùng danh hiệu cao quý. Chân sút người Hải Dương nhận hoa từ phía lãnh đạo cùng lời chúc mừng từ phía huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Đây là năm thứ ba liên tiếp đã được tham gia trao giải bóng vàng và đây là danh hiệu bóng vàng thứ hai của Đức. Thì cảm giác của Đức cũng như lần đầu khi mình mới được nhận thôi, rất là vui, tự hào, hạnh phúc đó khi mình đã được xứng tên danh hiệu bóng vàng. Cái danh hiệu này thì sẽ đem lại rất nhiều cho Đức và cũng như là điểm tựa cho Đức để cố gắng trong những năm tiếp theo. Sau buổi chào đón Hoàng Đức, câu lạc bộ Thể công Việt Ten đã có buổi tập luyện trên sân Trung tâm Thể thao Việt Ten. Riêng Hoàng Đức, do vừa đáp chuyến bay từ Sài Gòn về nên anh chỉ tập nhẹ cùng toàn đội. Sau 9 vòng đấu, đội bóng áo lính đang xếp hạng 12 với 9 điểm có được. Trước thời điểm khó khăn này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng rất nỗ lực cho từng trận đấu tại V-League. Ở vòng 10, Hoàng Đức và các đồng đội sẽ tiếp đón câu lạc bộ Bình Dương vào lúc 19:15 ngày 23 tháng 2.